Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bộ sao Long Phượng nhé. Thì để tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ sao Long Phượng hoặc là chúng ta có những cái góc nhìn tốt hơn về nó. Thì bản chất thì đầu tiên thì bộ sao Long Phượng thì tên đúng của nó là một bộ là Long Trì Phượng Các. Trong đấy bao gồm một sao âm và một sao dương. Thì cái sao dương là sao Phượng Các ấy, và cái sao âm là sao Long Trì. Thì thực ra mọi người sẽ đặt ra một cái câu hỏi là thế tại sao Long Phượng này một tổ hợp âm dương thì cái hình tượng của nó có giống như là trong cái chúng ta hay hiểu là long nó là về nam, còn phượng nó là về nữ như ngày xưa không? Thì ra nó không phải. Thì trong Long Trì Phượng Các ấy, thì cái phượng nó là con chim trống, còn cái từ cái long này là dùng hình tượng khác để diễn tả, bởi vì nó đã có một sao trước rồi, nó là sao Hồng Loan. Thì trong một cái bộ ấy, nó phải là một sao loan, đó chính là một cái giống chim cổ, mà trong cái quan điểm Á Đông nó là chim cái. Thế còn Phượng nó là chim trống. Thì cái Long Trì nó chỉ là hình tượng cho cái ý nghĩa của cái sao đấy, của cái con chim loan đó thôi. Còn cái Hồng Loan ấy, sao Hồng Loan ấy, thì nó cũng là một loài chim, nhưng cái loài chim đấy nó không được tính vào trong cái quý cách. Cái cách vấn đề là nó quý như là tổ hợp Loan Phượng. Thì nếu mà so sánh cái Long Trì với cái hình tượng là con chim loan với sao Hồng Loan, thì Hồng Loan nó chỉ là một loài chim quý, nhưng mà nó không đến mức quý hiển như thế, mà nó như kiểu con công hoặc là những cái con chim sẻ đẹp, nó chỉ đơn giản thế thế thôi. Còn cái sự mà Long Trì Phượng Các với hình tượng nó là một bộ sao, là một cặp chim chống mái, là một cặp chim chống mái, thì Phượng Các mới là sao dương, Long Trì thì là sao âm, thì vốn nó là sao quý hiển. Nhưng mà các bạn biết rồi, nếu chỉ quý hiển không mà không có tài năng thì nó không giải quyết vấn đề gì cả, thì người khác người ta không qua không 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 coi trọng mình đâu. Cho nên là các bạn sẽ thấy là có nhiều người có Long Trì Phượng Các ở trong mệnh bàn, nhưng mà thực ra họ lại không phải là một cái mẫu người ok. Nó giống hệt như việc là các bạn sinh ra trong một gia đình quyền quý, trong một gia đình mà người thân của các bạn rất có danh tiếng, nhưng thực ra bạn lại không có một cái tài năng gì cả, thì người ta biết đến mình do người thân của mình, chứ người ta không hề quý trọng mình. Mà được cái những người khác quý trọng kính mến thì người ta phải đến từ cái tài năng của mình. Cho nên người ta mới có cái câu phú là Long Phượng tả hữu, mệnh viên trung thân phú quý. Thì cái trung thân phú quý này, cái chữ quý nó đến từ Long Phượng, còn cái chữ phú vốn là thể hiện cái vấn đề liên quan đến tài năng, nó lại đến từ cặp tả hữu. Cho nên những cái bộ trợ tinh ví dụ như là xương khúc khôi việt tả hữu Long Phượng quan phúc, thai tọa ở quang quý, phong cáo, thì tất cả những cái bộ sao đó nó đều có ý nghĩa riêng của nó cả. Và chúng ta cần phải biết để kết hợp chúng và luận đoán chúng một cách chuẩn chuẩn nhất. Nhưng mà chốt lại ở cái video này, Long Phượng vốn là sao quý tinh thì nó không phải là sao tài năng.